Sau khi bước ra ánh sáng với danh hiệu quán quân một chương trình truyền hình, O Sen Ngọc Mai xuất hiện với tần suất dày đặc trên các sân khấu âm nhạc. Cũng từ đó, cô liên tục trở thành chủ đề bàn tán của dư luận khi chia sẻ những chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Cụ thể mới đây, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh ca sĩ Ngọc Mai diện váy cưới xuất hiện bên cạnh một người đàn ông. Dù chưa rõ thực hư khoảnh khắc kể trên như thế nào, song hình ảnh này đã khiến dân tình xôn xao bởi trước đó. Khán giả chỉ biết đến mối quan hệ của ca sĩ Ngọc Mai và nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp. Trước đó, nữ giảng viên thanh nhạc cũng bị một họa sĩ có tiếng nhận xét là sân si, trịch thượng, kèm theo đó là những ồn ào không hay kể từ đầu năm 2023 đến nay càng khiến dân tình xôn xao. Giữa những thông tin không hay liên quan đến Ngọc Mai, mới đây, dân mạng đã bất ngờ đào lại phát ngôn của bà xã Quốc Nghiệp trong một buổi phỏng vấn hồi đầu năm 2023. Theo đó, khi được hỏi về việc có sợ 5 tuổi hay không, Ngọc Mai tự tin tuyên bố, 5 tuổi ư. Mỗi người sẽ có một suy nghĩ, quan điểm riêng, thế nhưng đối với tôi luôn tin vào cầu đức năng thắng số và tôi sẽ sửa mình nhiều hơn để có thể đón nhận những điều tốt đẹp. Hiện cuộc sống đời tư của nữ ca sĩ đang là chủ đề bàn luận trên các diễn đàn, hội nhóm chuyên về showbiz.